Xin chào bà con đang đến với khung giờ quen thuộc để theo dõi bản tin kinh tế nông nghiệp của trường Hậu Giang. Đó giờ thì ăn thanh long, không biết bà con mình có phân biệt được là trái nào đục trắng, trái nào đục đỏ không? Mà thôi, để Đông Hùng hỏi Quỳnh Như xem sao. Quỳnh Như có biết được điều này không? Thì sẽ ra là biết được bên trong màu gì thôi mà. Gì kỳ vậy? Tôi hỏi là nhìn ở ngoài vỏ thôi ha. Nói thiệt chứ đó giờ Quỳnh Như mua thanh long thì chỉ đặt niềm tin vào người bán hàng thôi, nói sao thì ngang vậy á. Để tôi múa may với Quỳnh Như một xíu ha. Trái thanh long ruột đỏ thì cầm có vẻ nó nặng tay hơn là trái thanh long ruột trắng. Và mấy cái gai này nè thì nó có vẻ là nhìn nó xanh với lại nó cứng cáp hơn. Cho nên là tôi phân biệt như thế đó. Đâu Quỳnh Như coi thử nha. Với những cái cách phân biệt mà anh Đông Hùng nói thì Quỳnh Như đoán này là thanh long ruột đỏ nè. Đáp án thì chút xíu nữa chúng ta sẽ lật mở. Còn bây giờ mời bà con cùng theo dõi những nội dung đáng quan tâm trong chương trình Bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày hôm nay. Những mô hình nông nghiệp nông dân chỉ cần trồng, còn chuyện bán ra đã có người lo. Trái cây được mệnh danh là rồng vàng, phay phay giữa đại dịch. Nông dân làng hoa Sa Đéc đang xuống giống vụ hoa Tết với đầy nỗi lo. Thưa bà con, cua biển ở Kiên Giang đang bán cho thương lái với giá giảm mạnh so với 2 tháng trước. Bà con ở đây buồn lo vì không biết khi nào thì giá mới trở lại như xưa, bởi dịch bệnh Covid-19 khiến cho chúng cứ nằm ì. Không phải ảnh hưởng xuất khẩu không đâu, mà sức tiêu thụ tại thị trường trong nước cũng giảm mạnh, trong khi tới đợt thả nuôi mới rồi. Cua gạch loại lớn từ 2 đến 3 con một ký có giá 280.000 đến 300.000 đồng một ký, giảm khoảng 40.000 đồng một ký. Cua gạch loại nhỏ khoảng 4 con một ký có giá 200.000 đồng một ký, giảm 100.000 đồng một ký. Còn cua thịt các loại giảm từ 60.000 đến 140.000 đồng một ký. Loại từ 2 đến 3 con một ký, thương lái thu mua với giá 150.000 đồng một ký. Một số chủ dựa hải sản ở thành phố Rạch Giá cho biết giá cua giảm do sức mua kém, người dân sử dụng ít, nhất là nhà hàng, quán ăn tạm đóng cửa nên nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh so với những tháng trước. Hiện nay, mô hình nuôi tôm sú xen canh cua biển phát triển mạnh, mang lại nguồn thu nhập cao. Thế nhưng, với giá bán thấp như hiện nay, nông dân rất lo nuôi không có lời. Nếu dịch bệnh Covid-19 còn hoành hành, thì người nuôi không biết tiêu thụ ở đâu. Đối với Quỳnh Như chứ, hồi mấy năm trước ở Sa Đéc, vào thời điểm này thì bà con làm gì? Ở Sa Đéc, thời điểm này thì bà con là chuẩn bị xuống giống vụ hoa Tết rồi. Quỳnh Như vẫn còn nhớ mà, xuống giống các loại dài ngày như là hoa cúc mâm xôi. Mà giờ dịch bệnh quá chừng không biết làm sao nữa anh Đông Hùng. Thì nghề mà Quỳnh Như cũng phải ráng làm thôi. Nhưng mà năm nay thì tâm trạng có vẻ khác hơn so với mọi năm. Hơn 30 năm trồng hoa Tết, những ngày này gia đình chị Trương Ngọc Son ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp lại chuẩn bị gác vàng, chậu và cây giống cúc mâm xôi để xuống giống. So với mọi năm, giá cả cây giống vật tư nông nghiệp để trồng khá ổn định. Dù khó đoán được tình hình tiêu thụ, nhưng chị Son vẫn quyết định xuống giống gần 3.000 giỏ cúc mâm xôi, bằng với số lượng của năm ngoái, bởi trồng ít thì bỏ đất trống cũng lãng phí. Ngoài cúc mâm xôi, chị Son còn chuẩn bị trồng nhiều chủng hoa Tết như cúc Đài Loan, cúc Tiger, vạn thọ, với hy vọng phục vụ được nhiều nhu cầu của người tiêu dùng hơn. Cũng tương tự chị Son, bà Võ Thị Bơ cũng đang vô phần các chậu để chuẩn bị xuống giống hơn 1.200 giỏ cúc mâm xôi, bằng với số lượng các năm trước. Thời gian sinh trưởng của giống hoa này dài hơn so với các loại hoa khác, nên cách nay hơn một tháng, bà đã chuẩn bị phân rơm, tro, trấu và đầu tư vài chục triệu chuẩn bị vàng mới chắc chắn hơn để trồng hoa Tết. Chỉ mới đầu vụ hoa Tết, nỗi lo của người nông dân làng hoa Sa Đéc không phải là nặng gánh chi phí đầu tư, mà còn phải đối diện tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp. Tâm trạng lo lắng luôn thường trực trong suy nghĩ của nông dân, nhưng do nghề truyền thống của ông bà nên đành cố gắng tìm mọi cách để xoay sở. Sau cúc mâm xôi, các giống hoa truyền thống của làng hoa Sa Đéc cũng được người dân tiếp tục xuống giống từ khoảng tháng 8 đến tháng 10 âm lịch như cúc Đài Loan, cúc Tiger, hoa hồng, thực dược, vạn thọ cùng nhiều chủng loại hoa kiển được thị trường ưa chuộng như cúc đồng tiền, hoa chuông, thạch thảo và yến thảo. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cộng với tình hình tiêu thụ hoa kiển đang gặp rất nhiều khó khăn. Người trồng hoa chỉ còn biết vừa trồng vừa lo đan xen với hy vọng.
Cầu mong Tết năm sau hết dịch bệnh để cho tất cả mọi người có được cái Tết sung túc và tròn đầy hơn. Mà Đông Hùng thấy thì tới khi thu hoạch mới kiếm mối lái thì không có ăn đâu bà con. Thấy biết bao nhiêu cảnh nông dân đau đớn khi mà nhìn nông sản làm ra phải bán đổ, bán tháo, có khi phải bỏ thí ngoài đồng. Bởi vậy mà nhà nước mới khuyến cáo bà con là liên kết với các doanh nghiệp là như vậy, như mô hình trồng chanh, trồng rau màu sau đây. Hiện tại vùng trồng chanh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nhiều người nông dân đang đứng ngồi không yên vì vào vụ thu hoạch giá bán rẻ như cho. Nhưng ông Lưu Khánh Cường trồng 3 hectare chanh lúc nào cũng cười tươi rói. 7 năm nay, ông Cường bắt tay trồng chanh cho công ty nông sản ở Cần Thơ. Vụ chanh này, ông Cường dự tính thu hoạch 7 tấn. Hiện giá chanh trên thị trường, thương lái thu mua 3.000 đồng một ký, thì ông bán được 10.000 đồng một ký. Nhưng có điều kiện là nông dân trồng chanh làm theo quy trình Global Gap, công ty sẽ mua 8.000 đồng một ký, cộng thêm tiền hỗ trợ theo tỷ lệ chanh xuất khẩu, hỗ trợ tiền thuốc bảo vệ thực vật, sinh học và làm theo quy trình, giá chanh tăng lên 10.000 đồng một ký. Tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, nông dân trồng rau màu cho công ty 4K Farm hay còn gọi là công ty 4K cũng khá nhẹ thở trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, hiện 22 hộ đang trồng rau Việt Gáp cho công ty 4K không phải lo đầu ra. Nông dân trồng rau màu đến đâu, công ty thu mua hết đến đó. Giá hiện nay 10.000 đồng một ký cho tất cả loại rau màu bà con nông dân trồng. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ thêm cho nông dân khi sản xuất vượt năng suất. Thời gian qua, thị trường trồng rau củ khá bấp bênh, có khi giá rau chỉ còn 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Đôi khi bà con trồng rau phải nhổ bỏ rau màu. Nhưng từ khi liên kết với công ty trồng rau, bà con khá yên tâm đầu ra, ngay cả vào thời điểm dịch bùng phát như bây giờ. Dịch bùng phát, bà con trồng công nghệ cao thì mới thấy được giá trị khi liên kết với công ty thu mua. Bởi làm nông sản lúc này đã khác, ai mà trồng đơn lẻ thì sẽ như là thất thu nặng. Thưa bà con, còn bây giờ thì chuẩn bị xem đáp án của Quỳnh Như lúc nãy đoán có đúng không nha bà con. Đông Hùng sẽ cắt ra thử cho bà con và Quỳnh Như xem. Wow, hay quá vậy ta. Đó, thấy chưa? Mà nói chứ Quỳnh Như cũng hồi hộp lắm luôn á. Thấy ngọt và ngon ghê ha. Mà tôi đố Quỳnh Như nha. Ở nước ta thì trồng được mấy loại thanh long? Thì chỉ có thanh long ruột trắng với ruột đỏ này thôi chứ. Vậy là sai rồi. Ủa, nói sành ăn thanh long mà đoán sai bét hết trơn vậy ta. Để Đông Hùng nói cho nghe. Thưa bà con, nước ta trồng được 4 giống. Là có là vỏ đỏ ruột trắng, vỏ đỏ ruột đỏ, rồi vỏ đỏ ruột tím hồng, và còn có một loại nữa là vỏ vàng ruột trắng. Quên, lúc nãy thì có giới thiệu đến bà con là loại trái cây được mệnh danh là rồng vàng, mà quên là thanh long cũng có là vỏ vàng ruột trắng nữa, và sau đây là sản phẩm độc đáo lắm đó bà con. Đúng như vậy thưa bà con, trái thanh long vàng phải được cải lão hoàn đồng, tức là để cho chín lại lần thứ hai mới thu hoạch, sẽ đạt được độ ngon ngọt, mà giá thì gấp cả chục lần trái thanh long thường. Công ty Hồng Hà ở huyện Hàm Thuận Nam đã trồng loại thanh long vỏ vàng ruột trắng, hay còn gọi thanh long vỏ vàng tổ yến này, được 2 năm. Đây là một trong những trang trại trồng và xuất khẩu thanh long theo mô hình khép kín theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chất lượng trái ngon và mẫu mã đẹp khiến chúng luôn thu hút được sự quan tâm của thị trường. Quy trình chăm sóc vì thế cũng kỳ công, phức tạp hơn các loại thanh long bình thường. Thanh long chín đợt đầu sau 27 đến 28 ngày được hái vào, vị còn chua. Nếu không hái để qua đợt chín thứ nhất thì xanh trở lại. Vài ngày sau mới chín vàng trở lại lần hai, tổng cộng khoảng 40 ngày. Lúc này thịt thanh long có vị ngọt, không giòn bể, hương thơm đặc trưng thoang thoảng mùi trái dải. Khả năng chín lại là một đặc tính thú vị của cây thanh long này. Hiện tại thanh long vỏ đỏ ruột trắng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, tiêu thụ khó khăn. Giá bán từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký. Trong khi đó, thanh long vàng đang bán với giá 55.000 đồng một ký. Dù đang cao điểm dịch bệnh, nhưng mặt hàng này vẫn được các cửa hàng đặt mua hết sạch. Trang trại đang mở rộng diện tích thanh long vỏ vàng lên 30 hectare. Theo phương pháp hữu cơ, nên cần tìm thêm thị trường mới. Dù thu hoạch giữa mùa dịch Covid-19, nhưng giống vàng rồng này vẫn có giá trị cao gấp chục lần thanh long bình thường. Chất lượng trái tươi ngon mới lạ này hứa hẹn sẽ thu hút du khách đến tìm hiểu, khám phá tham quan sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát và đẩy lùi.
Bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lộng hành nè nè nè, có ngay đầy thuốc hay em dùng bum gòn, bum gòn diệt hết đau ôm gãy cổ, đồng lúa xanh trúng mùa sang bông, nhìn thấy là mê liền à. Vui sướng thay, thuốc thần bum gòn sướng hay là sướng à? Wow, bum gòn đặc trị đau ôm cổ bông hay quá mà anh hay lúa ơi. Thời. Thuốc nào trị lép lem, nhẹ công mà ít tốn tiền, tôi sẽ đi mua liền. Từ đây khỏi mất công, lo đầu bệnh lép bông. Như cô ba đầy hỏi, khắc tên cô bệnh lép lem, cầm đoan với cô rành, hép đây gian danh khắc dùng. Phong hép rồi yên tâm, giúp cây lúa vàng bông. Chỉ mới nghe anh nói, thấy nó đã làm sao, tôi sẽ đi mua liền. Đào ôm cổ bông, hạt mây sáng đầy bông. Nhanh tay mua bùm hết, cơ hội cào trúng xe. Bộ đôi phiêu chưa đang chờ, niềm vui lớn bất ngờ. Trúng mùa rồi lại trúng xe, vui quá xá bà con ơi. Cào hết ngay thôi, chúng đôi phiêu chờ ADC khuyến mãi bà con ơi. Bùm gòn 40SE hoặc với hết 400SE. Cơ hội chính dài gặp xe phiêu chờ sớm ghi tích mê nè. Anh còn tích hay có khuyến khích, còn giá gì xin khỏi phải lo. 19 dài xe RSX hôn to khắp sớm ai cũng phát thèm nè. Cào hết ngay thôi, chúng đôi phiêu chờ. Anh hai lúa ơi, từ khi có bùm gòn nhìn lúa bà con mình trị được đau ôm cổ bông thiệt là sung. Cô ba ơi chớ quên mua giống mua phân, thì hãy nhớ mua luôn chai thuốc hép để lúa thêm xanh hạt vàng chắc mấy mùa gặt bội thu cho nó ấm quy. Cô xem đây rung mình đầy bông cây lúa tốt xanh, nhờ có anh hết vàng mẹ con tôi an nhàn, nay không còn lo bệnh lép lem. Phun hết vàng hay quá bà con ơi. Anh lo xong vụ mùa, nhờ mai mối cưới em, nhờ hết bông tuyệt vời mang ấm no cho đời. Ta không còn lo sợ đảo ôn, ta không còn lo sợ lép bông. Thuốc hết bông gôn tuyệt vời quá phải không bà con? Một phiếu cào trúng hai chiếc xe sướng ghê không bà con. ADC mang đến sự tốt lành.